Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tà Bóng Đá. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại trận chung kết Conference League giữa AS Roma với Feyenoord. Có thể nhìn thấy rằng cả hai đã phải vượt qua rất nhiều ông lớn để có thể đến với trận đấu cuối cùng lần này. Vì vậy, một trong hai đội ai giành được cúp vô địch đều xứng đáng. Vậy trong trận đấu lần này thì cả hai sẽ chiến đấu như thế nào? Hãy cùng với Tà Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tà Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận chung kết của Conference League giữa AS Roma gặp Feyenoord. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 26 tháng 5. Roma thường xuyên mang đến bất ngờ khi có những trận họ chơi rất thăng hoa và ghi nhiều bàn thắng, nhưng lại có những trận bị cầm hòa đáng tiếc. Điển hình trong 3 trận gần nhất, thắng 3-0 trước Torino ở ngay trên sân của đối thủ. Trước đó thì lại hòa 1-1 với Venezia, rồi là thua 0-2 trước Fiorentina. Chúng tôi nhận thấy rằng phong độ của Roma đang rất thất thường. Còn về Feyenoord, phong độ của họ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan là khá tốt. Hiện tại là trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đáng chú ý trong trận này, họ phải gặp đội khó chịu như là Twente này, rồi gặp đội bóng mạnh như là PSV, Marseille. Nói chung với cái sức mạnh hiện tại của Feyenoord thì phong độ như vừa rồi là rất tốt. Kèo tài xỉu trận này hiệp 1 là 1 hòa cả trận 2,5. Ở cái trận bán kết vừa qua, Roma và cả Feyenoord họ đã tạo nên những cái trận đấu rất là đẳng cấp của mình. AS Roma vượt qua Leicester City và Feyenoord vượt qua Marseille. Nhận thấy rằng hiện tại thì cái hàng thủ của cả hai đội đang thi đấu tại Conference League là một hàng thủ khá tốt. Và với cái tình hình này, cộng thêm tính chất của một trận chung kết, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà chọn cửa xỉu là hợp lý hơn. Trận này nhà cái đưa ra kèo chấp là AS Roma chấp Feyenoord 0,25 trái. Feyenoord là đối thủ không hề tầm thường ở giải Conference League mùa này. Với dàn đội hình như hiện tại mà việc có mặt trong trận chung kết cũng là một điều rất tốt, rất là bất ngờ mà đội bóng của Hà Lan mang đến. Tuy nhiên thì Roma cũng là cái đội mà có thành tích, một trong đội có thành tích tốt ở giải đấu C3 của châu Âu mùa này. Hơn nữa họ còn đang có sự huấn luyện của Jose Mourinho, một ông vua đấu cúp. Roma trận này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ tin nhiều vào hơn về cái việc mà chiến thuật của Jose Mourinho và cái sự thăng hoa của tiền đạo chủ lực của phía Roma là Tammy Abraham. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa trên Roma là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán Roma thắng 1-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tam Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.